GLMM.bet. Hệ thống chẵn lẻ Momo hoàn toàn tự động xanh chín. Top thắng tuần và to. Thắng hay thua là do cách chơi của bạn. Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mấy anh em con game là Cửu Thiên Chí Tôn nha. Thì con này là con cái dạng H5 nha anh em, con đa nền tảng. Anh em có thể chơi trên mọi thiết bị nha anh em. Thì con này sẽ chính thức open server 13 nha anh em. Đấy, chính thức open server 13. Giờ lúc 15 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2022 nha anh em. Đó, tức là 3 giờ chiều ngày hôm nay nha. Chính thức open server 13 nha anh em. Anh em nhớ nha. Thì mấy anh em có thể chơi con này tại cái đường link là cuuthienchitôn.com nha. Con đa nền tảng thì anh em Android, iOS đều chơi được nha anh em. Đấy, anh em có thể chơi tại cái đường link này nha. cuuthienchitôn.com. Thì con này á sẽ tặng cho mấy anh em tân thủ là cái VIP 30 nha. Đó, mắc VIP luôn. Và cái danh hiệu là BMW nha. 5 tỷ kim cương bảo nha anh em. Thêm cho mấy anh em là một set phượng hoàng nha. Cộng thẻ Chí Tôn, thẻ tháng. Thì ở đây là thêm cho mấy anh em là nguyên một bộ Cody nha. Bộ Cody gồm 11 cái code nha anh em. Thì mấy anh em có thể nhập cái bộ Cody này trong phần phúc lợi của game nha anh em. Đấy, rất ok luôn. Ngoài ra mấy anh em có thể tham gia sự kiện live share nha. Đó, tham gia sự kiện live share, anh em làm đầy đủ tất cả các bước nha. Thì anh em gửi về fanpage nha, anh em sẽ nhận được một cái Cody live share nha anh em, một cái Cody VIP nha anh em. Đó, ok luôn. Thì con này là cái phiên bản cài cuốc nha anh em. Anh em có thể chơi cài cuốc rất ngon nha. Anh em cài ải rơi kim cương bảo nha anh em. Và kêu boss là rơi đồ thần ha, tu di chuyển sinh đồ nha. Đó, các kiểu luôn nha anh em. Đây là những cái hình ảnh của game nha anh em. Đấy, anh em thấy thời trang đồ rất là đặc biệt nha. Đó, lên đồ là thời trang đồ. Đó, rất ok luôn. Đấy, anh em thấy không? Rất đẹp nha anh em. Đây là con game H5 nhưng mà rất đẹp nha anh em. Đấy, quá ok luôn nha. Đây là cái đường link Cửu Thiên Chí Tôn. Đấy, anh em có thể chơi trực tiếp tại đây nha anh em. Rồi mấy anh em nhớ nha, mấy anh em nhớ là server 13 sẽ chính thức open vào lúc 15 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2022 nha anh em. Đấy, server 13 nha. Thì ở đây mình sẽ quay server 12 ha. Đó, quay demo mấy anh em server 12 nha anh em. Rồi đây là mình chạy chế độ full màn hình nha anh em. Mình đang chạy trên web nha, chạy chế độ full màn hình. Thì mấy anh em vào phần phúc lợi ha. Vào phần phúc lợi mấy anh em nhập hết những cái bộ cô đi cho mình nha. 11 cái cô đi nha anh em. Thì khi mấy anh em tạo tài khoản thì chỉ mới VIP 15 thôi nha. Anh em nhập cái cô đi đặc quyền vào thì anh em sẽ nhận cái túi quà đỏ. Ăn cái túi quà đỏ thì mấy anh em sẽ lên được VIP 30 nha. Đấy, cô đi đặc quyền nha anh em. Đây, cái cô đi đặc quyền á là nó có cái gói quà lì xì nè, gói quà màu đỏ ha. Thì khi anh em vào cái phần túi đồ á, anh em qua cái phần đạo cụ á, anh em ăn cái gói bùa đỏ này cho mình nha, sử dụng. Thì mấy anh em sẽ lên được VIP 30 nha, đấy, đó. Mắc VIP luôn nha anh em.
thì anh em sẽ nhận tất cả những phần quà VIP ở trong đây nha. Đấy, server rất là mượt mà nha anh em, server đã được chìa khóa hoàn toàn nha, đó, chạy rất là mượt mà luôn. Rồi tất cả các code còn lại là mấy anh em tự nhập nha anh em. Đấy, anh em cứ vào phần phúc lợi ha. Rồi anh em vào chìa khóa anh em nhập hết tất cả các code vào đây nha anh em. Rồi một lần nữa mình nhắc mấy anh em nha, server 13 sẽ chính thức open vào lúc 15 giờ ngày hôm nay nha anh em, ngày 5 tháng 11 năm 2022 nha. Đấy, anh em nhớ vào chơi luôn cho nóng nha anh em. Rồi phần giới thiệu con game mới, server mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào phần mô tả lấy lên cho mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share, một đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha.